COVAX, một chương trình nhằm đảm bảo việc tiếp cận bình đẳng vaccine COVID-19 trên toàn cầu, nằm trong số ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm nay. Phát động vào tháng 4 năm 2020, chương trình được lãnh đạo đồng thời bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Liên minh Sáng kiến Sẵn sàng cho Đại dịch CEPI và Liên minh Toàn cầu với vaccine và miễn dịch với mục tiêu giúp các nước nghèo có được vaccine để tiêm chủng cho dân. Cho đến nay, chương trình đã chuyển khoảng 300 triệu liều vaccine tới hơn 140 nước, còn xa so với mục tiêu ban đầu là 2 tỷ liều trước cuối năm nay. Mục tiêu này hiện giảm còn 1,4 tỷ liều. Cũng được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm nay còn có trang tin tức tự do báo chí Hồng Kông HKFP, được thành lập vào năm 2015 bởi một người Hồng Kông gốc Anh, ông Tom Grandy, cũng đồng thời là trưởng ban biên tập. Trang HKFP là một tòa báo bất vụ lợi, được điều hành bởi các nhà báo không thiên vị, độc lập và hoàn toàn được tài trợ bằng tiền hiến tặng của tư nhân. Luận án quốc gia sâu rộng tháng 6 năm 2020 là một cú giáng do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông để đàn áp bất đồng chính kiến và ngăn chặn tự do truyền thông và những quyền tự do khác nữa, theo giới chỉ trích. Nhưng chính quyền nước này một mực phủ nhận. Có 329 ứng viên giải Nobel Hòa Bình 2021. Đây là số ứng viên cao hàng thứ 3 cho giải thưởng danh giá này từ trước tới nay. Phương nguyên giải Nobel Hòa Bình 2021 sẽ được loan báo vào ngày 8 tháng 10.